Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, việc công ty Hoàng Minh trả tiền theo danh sách có nhiều hộ không có đất của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên ngày 6 tháng 11 năm 2021 không thành công, gây bức xúc lớn cho các hộ dân. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sâu hơn nội dung của quyết định 1541 và quyết định 1542 ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên. Tại điều 2 khoản 2 của quyết định 1541, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Nánh có trách nhiệm chỉnh lý biến động đối với các thửa đất thu hồi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hồ sơ địa chính kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất có liên quan đến diện tích thửa đất thu hồi không còn giá trị sử dụng. Điều 3 khoản 1 quyết định ngày, chữ ngày này có thể là viết sai lỗi chính tả, đọc là quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, nghĩa là kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2021, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất có liên quan tới diện tích thu hồi theo quyết định 1541 không có giá trị sử dụng. Không có giá trị sử dụng tức là bị bác bỏ quyền sử dụng đất của các hộ có đất trên diện tích thu hồi của quyết định 1541. Điều đáng nói ở đây là những hộ có đất thuộc đối tượng mua đất của các hộ đã bán trên diện tích thu hồi theo quyết định 1541 coi như bị mất đất một cách trắng trợn. Vì danh sách thu hồi và bồi thường theo quyết định 1541, 1542 mang tên của nhiều hộ đã bán không có đất trên diện tích thu hồi đó. Điều này trái với đạo lý, trái với quy định trình tự thủ tục pháp luật, là xâm hại quyền lợi hợp pháp của dân. Bởi vì 25 điều dân có để bảo vệ quyền lợi như sau. Một là Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên bác bỏ quyền sử dụng đất của các hộ có đất trong diện tích thu hồi theo quyết định 1541 không đúng trình tự thủ tục pháp luật. Hai là pháp luật không quy định cho Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên hoặc ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện muốn làm gì cũng được. Ba là pháp luật không có điều khoản nào quy định cho Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên áp đặt tài sản của các hộ có đất cho công ty Hoàng Minh khi chưa đủ điều kiện quy định trình tự thủ tục pháp luật. Bốn là mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật và sống theo hiến pháp pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm là nhà nước đã đóng dấu trên hồ sơ lô đất của các hộ mua đất thì giấy tờ về quyền sử dụng đất và các giấy tờ quyền sử dụng đất có liên quan đến khu đất theo quyết định 1541 của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên được bảo vệ đúng quy định pháp luật. Sáu là con dấu của nhà nước phải được mọi người công dân tôn trọng, bảo vệ, gìn giữ là uy tín của nhà nước. Bảy là nhà nước đã đóng dấu trên hồ sơ lô đất của các hộ mua đất thì Ủy ban Nhân dân huyện không thể bác bỏ quyền sử dụng đất của các hộ mua đất như trong quyết định 1541 đã nêu khi chưa đủ điều kiện. Tám là tại quyết định 1542 của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã nêu đất của các hộ sử dụng ổn định trước ngày 1 tháng 7 năm 2004
không có tranh chấp, không phải là đất công ích, thì tại sao Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên không chỉ đạo làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân? Chính là qua ý kiến của cán bộ công ty Hoàng Minh, qua quyết định 1541, 1542 và quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc. Và trên thực tế, quảng trường đã xây dựng xong, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nấy đã chuyển về khu trung tâm. Có lẽ khu đất được gọi là quảng trường này không phù hợp với việc sử dụng. Công ty Hoàng Minh đã muốn có khu đất theo quyết định 1541 để thông thương với đường quốc lộ 295B. Việc lập dự án như thế là không đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định. 10 là khi quyết định 1542 đã ghi rõ đất của dân sử dụng ổn định trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 không phải là đất công ích, không có tranh chấp, thì tại sao không để công ty Hoàng Minh thỏa thuận về giá với dân? 11 là Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 35 ngày 25 tháng 3 năm 2005. Thanh tra Chính phủ có văn bản số 461 ngày 12 tháng 3 năm 2007 khi chuyển đổi mục đích sử dụng 83 lô đất cùng nằm trong quỹ đất giãn dân này, nghĩa là từ địa phương đến trung ương không có cấp chính quyền nào phản đối quỹ đất giãn dân này. 12 là Hợp tác xã Sen Hồ dựa vào nghị định của Chính phủ, văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên để lập nên quỹ đất giãn dân này bán cho dân là thành quả đạt được của các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã. 13 là nếu Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên dựa vào các văn bản khác làm căn cứ thì những văn bản đó ra sau khi dân đã có đất năm 1994 và những văn bản áp cho các diện tích nằm ngoài diện tích khoảng 400 lô đất của dân này không thể áp vào quỹ đất giãn dân khoảng 400 lô này năm 1994. 14 là các văn bản ra sau năm 1994 không liên quan tới diện tích đất của dân trong quỹ đất giãn dân khoảng 400 lô này, không triển khai với dân thì không thể có hiệu lực để áp vào khu đất giãn dân khoảng 400 lô này của dân. 15 là dân mua bán các lô đất trong quỹ đất giãn dân khoảng 400 lô này để nhà nước có tiền xây dựng nông thôn mới, điện đường, trường trạm, có hộ phải bỏ ra mấy xào ruộng để hợp tác rũ rối tạo nên quỹ đất này, rồi lại bỏ tiền ra như các hộ để mua lại lô đất này. Nền văn hóa của dân tộc ta là uống nước nhớ nguồn, cho nên hôm nay chúng ta có thể coi những người bỏ tiền ra mua đất trong quỹ đất giãn dân khoảng 400 lô này là ân nhân của cuộc cách mạng đổi đời cho đời sống nhân dân địa phương, có thể ví là như vậy. 16 là có khoảng 200 trên 400 lô đất giãn dân đã có sổ đỏ, thì tại sao Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên không cho dân làm thủ tục cấp sổ đỏ như ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã nhận đơn và có nhiều lời hứa với dân ngày 15 tháng 10 năm 2021. 17 là giá của các lô đất mà cán bộ được trong quỹ đất giãn dân bây giờ lên tới khoảng 7 tỷ đồng trên một lô. Giá của khu 83 lô đất cùng với những dãy đất khác đã có sổ đỏ cũng lên tới 4-5 tỷ đồng một lô. Tại sao Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên không bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho dân? Đó là làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ để công bằng. 18, ngân hàng, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nấy cũ, các công ty khác đều phải mua một hoặc hai lô đất của các hộ trong quỹ đất giãn dân 400 lô này để lấy đường đi vào giữa gì mà công ty Hoàng Minh lại không mua của dân theo giá thỏa thuận như ngân hàng, Ủy ban Nhân dân thị trấn Nấy cũ và các công ty khác. 19, nhà nước mở đường 295B, phần lưu không của
đường, cũng trả tiền cho dân. Thì ở đây công ty Hoàng Minh không thể áp theo giá của nhà nước được, bởi vì đường của nhà nước là thuộc vào phạm trù dự án quốc gia, còn công ty Hoàng Minh là phát triển tư nhân. 20 là nghị định số 01 năm 2017 của Chính phủ quy định đất cấp không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 không có tranh chấp cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải nộp tiền sử dụng đất. Ở đây, các hộ dân chúng tôi mua đất có thẩm quyền và sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Năm 1994, chúng tôi đã mua và sử dụng từ đó đến nay, ổn định, không có tranh chấp. 21 là Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đưa ra nhiều căn cứ để thu hồi và bồi thường đất cho các hộ có đất và không có đất. Những căn cứ đó có sau năm 1994 thì không ảnh hưởng tới các lô đất của các hộ có đất từ năm 1994. Các căn cứ đó để áp dụng cho các khu đất khác. 22 là các hộ dân không chỉ biết là đất của các hộ có đất đã được nhà nước bảo vệ quyền lợi từ năm 1994 tới nay thì không ai có quyền bôi nhọ vào uy tín của nhà nước khi nhà nước đã đóng dấu trên hồ sơ lô đất của các hộ, mà chỉ được thực hiện những gì theo đúng quy định trình tự thủ tục pháp luật mà thôi. 23 là có lẽ những lô đất kia là những kiosk chờ bán đấu giá. Khu đất gọi là quảng trường này muốn trở thành một trung tâm thương mại lớn, đúng là phải cần có diện tích đất theo quyết định 1541 của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên. Để khu đất gọi là khu quảng trường thông thương với đường quốc lộ 295B thì khu đất trong gọi là quảng trường này sẽ nâng giá trị lên gấp nghìn lần. Có lẽ cũng vì thế mà Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên ra quyết định có nội dung như trong quyết định 1541 ngày 27 tháng 10 năm 2021. 24 là công ty Hoàng Minh là công ty tư nhân muốn phát triển doanh nghiệp thì không thể không có hiệp thương nếu được dân đồng thuận trong diện tích đã thu hồi theo quyết định 1541 với người có đất, chứ không phải là những hộ không có đất như trong danh sách theo quyết định 1541. 25 là không có căn cứ pháp luật nào quy định cho việc trong cùng một dự án giãn dân khoảng 400 lô đất được hưởng quyền lợi quy định pháp luật khác nhau bằng 25 căn cứ đã trình bày trên, chứng minh cho việc thu hồi bồi thường đất theo quyết định 1541, 1542 của Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên là xâm hại quyền lợi hợp pháp của dân. Chúng tôi mong rằng trong những ngày tới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ giải quyết đúng quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ cùng chúng tôi là những người dân có đất khu Cống Quan, thị trấn Nính, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.